Dạ em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem một cái bộ lục giác bông sao, có lỗ luôn nha anh em. Thì nó là hàng Anet Make in Gia Băng. Thì nguyên cái bộ này bao gồm có 3, 6, 9 cây. Giá của nó là 1 triệu một bộ. Cái này là hàng Make in Gia Băng. Thì anh em xem nó có cỡ lỗ ở giữa ha. Lỗ ở giữa. À, bông sao. Đây, chuyên cho anh em làm những cái xe máy hoặc là những cái đồ điện tử. Nhất là mở đồ pin thì nó sẽ hàng Mỹ, hàng Nhật thì nó sẽ đáp ứng đầy đủ cho anh em. Nó là 9 cây Hanet, bao gồm có 5 6 8 9 10 15 20 và 30. Thì giá của nó là 1 triệu nha anh em. Những anh em nào quan tâm liên hệ em Tùng 0962 232 180. Thì cái bộ này giá của nó là 1 triệu, nó có 9 cây. Đấy, hàng của Nhật về. Em Tùng cảm ơn anh em. Đấy, mình sẽ zoom rõ tới anh em ha. Đỡ cho anh em xem. Hai nét. Hàng này chưa qua sử dụng nha anh em, nhưng mà dính bụi. Rồi em Tùng cảm ơn anh em.